Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại Cuộc Sống Vùng Cao. Hôm nay tôi tiếp tục đưa các bạn đi tìm hiểu một cái cây thuốc. Cây này chúng tôi gọi là cây hồng lìn nha các bạn. Và cây này thì chúng tôi lấy rễ của chúng, rồi chúng tôi phơi khô, dùng dần. Và cây thuốc hôm nay tôi muốn nói đến đó chính là cây này đấy các bạn này. Đấy. Thật ra thì cây này tôi mới thấy ở đây thôi, ở đây có thôi, còn ở những cái chỗ khác tôi không thấy, nên là hôm nay tôi ra thẳng đây để mà giới thiệu cho tất cả các bạn đấy. Đây, cây thuốc này các bạn, tôi nghĩ là có nhiều bạn chúng ta đã biết đến cây thuốc này rồi đúng không ạ? Các bạn có thể thấy rõ là cây này là một cái cây thuốc gọi là cây cốt khí củ. Đây, để tôi zoom cho các bạn xem để các bạn phân biệt này, các bạn dễ hình dung hơn này. Nó không thể nào nét được nhỉ. Rồi, các bạn thấy là ở trong cái thân của cây này nó có những cái đốm màu đỏ đúng không ạ? Và cái cuống lá này các bạn này, cuống lá cũng có màu đỏ luôn nhé các bạn này. Vâng, cây này là một cái cây thuốc mà chúng ta lấy rễ của nó. Hôm nay tôi không mang đồ ra đào cho nên là tôi chỉ giới thiệu cho các bạn sơ qua về cái cây thuốc này. Đây là một cái cây thuốc dân gian ở trên tôi hay dùng nhá, tôi không biết là các bạn có dùng không, và chỗ các bạn gọi cây này tên là gì thì tôi không rõ, nhưng mà các bạn có tên gọi khác là tên gọi cốt khí củ và hồng lìn thì các bạn có thể cho tôi biết thêm một cái cây tên của cây thuốc này. Đấy, cái cây này thì chúng tôi hay dùng để chữa những cái trường hợp mà chúng ta bị phong thấp tê bại đấy, bị đau nhức gân xương, chúng ta bị ngã nó ứ huyết ấy, hoặc là hay còn gọi là nó chúng ta ngã xong tụ máu ấy, thì chúng ta dùng cái cây này rất tốt này. Và cái thứ hai thì dùng cho những cái trường hợp bị viêm gan cấp này, viêm ruột lỵ này, cũng dùng cây này rất tốt này. Và cái thứ ba chúng ta nếu mà những cái trường hợp bị viêm amidam ấy hoặc là viêm hầu ấy, chúng ta cũng dùng cây này nó hiệu quả này. Ngoài ra nữa thì cây này chữa viêm khí quản này, viêm phổi nhẹ ấy, chúng ta cũng có thể dùng cây này, nó chữa khá là tốt cho các bạn. Đây là cây cốt khí củ này. Cái thứ năm nữa, cây này dùng để chữa cái viêm ruột cấp này, nhiễm trùng đường tiết niệu này, chúng ta cũng có thể dùng cây này, nó tốt này. Và một cái nó khá hiệu quả cho chị em phụ nữ, tức là những cái trường hợp mà chúng ta kinh nguyệt khó khăn ấy hoặc là vô kinh thì chúng ta dùng cái này nhá. Và một cái nữa, cái này để cho dùng cho các bà mẹ đẻ xong mà bị ứ huyết ấy thì chúng ta cũng dùng cái này rất tốt này. Và cái trường hợp bị táo bón ấy chúng ta cũng dùng cái này nhé các bạn. Đấy, nếu mà bị táo bón ấy chúng ta dùng cái này thì một ngày chúng ta có thể dùng từ 10 đến 30 gram dưới dạng cái thuốc sắc. Đấy, chúng ta dùng rễ của nó nha các bạn. Rễ đem ra rửa sạch phơi khô, dùng dần. Đây, cây này thì nó khá là tốt. Còn ngoài ra thì nó cái cây này nó còn dùng để trị rắn cắn nha các bạn. Đấy, dùng để trị rắn cắn. Những cái vết đứt hoặc là bị bỏng này, bị đinh nhọt này, chúng ta cũng dùng cái cây này nó khá là hiệu quả nhé các bạn. Nó không rõ nét nhỉ. Đấy, cái này là cây cốt khí củ nhé các bạn. Và bây giờ tôi sẽ đi sâu hơn về cái thuốc này, chúng ta dùng nó như thế nào. Cái thứ nhất, nếu mà những cái trường hợp mà chúng ta bị phong thấp, viêm khớp ấy, đầu gối và mu bàn chân sưng đỏ đau nhức thì chúng ta lấy cái củ cốt khí này, chúng ta kết hợp với lại cái lá bìm bìm nhé. Cái lá bìm bìm thì tôi nghĩ là các bạn đã được thấy rồi. Lá bìm bìm thì các bạn biết là cái hoa của nó có dạng màu tím đấy, sáng trưa chiều tối nó có thể nó thay đổi đấy. Đấy là chính là cái lá bìm bìm.
Chúng ta lấy cái hai vị này, mỗi vị chúng ta dùng 15 đến 20 gram, chúng ta sắc uống đấy các bạn. Sắc uống thì uống khoảng trong thời gian khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Đấy. Một cái đặc biệt là những cái cây thuốc nam này thì chúng ta phải uống trong cái thời gian dài, chúng ta phải kiên trì thì nó mới có cái tác dụng được. Tuy nhiên rằng thì không phải là những cái trường hợp nào, tất cả những cái trường hợp nào chúng ta uống nó cũng khỏi đúng không nhỉ? Mỗi một người thì đều có gọi chúng tôi hay gọi là những cái một người thì một có một cái loại máu riêng ấy. Đấy. Nên là có thể người này uống thì khỏi, người kia uống nó vẫn không khỏi đấy. Cái thứ hai nữa, nếu mà chúng ta bị viêm gan cấp tính, xưng gan ấy, thì chúng ta lấy cái cốt khí củ này, đây các bạn này, với cái cây chút chít ấy, cây chút chít thì các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Hai vị này chúng ta sắc, mỗi vị khoảng 15 đến 20 gram, chúng ta sắc uống. Đấy, hoặc là dùng cái cây này này, hoặc dùng cái cây cốt khí củ này với lại cái cây nhân trần ấy, chúng ta mỗi vị 30 gram, chúng ta sắc uống. Đấy, chúng ta sắc uống cứ kiên trì đều đặn đấy, một ngày chúng ta 2 lần, chúng ta như thế trong thời gian khoảng 1 tháng thì nó có hiệu quả cho chúng ta. Cái thứ ba, những cái trường hợp mà chúng ta bị thương tích này, bị ứ máu này, bị đau bụng này, chúng ta lấy cái cốt khí củ này 20 g cộng với lá móng này kết hợp với lại nước chúng ta sắc đấy, cộng thêm một chút bé tí tiêu rượu nữa, chúng ta sắc uống xong là chia làm 2 lần uống nha các bạn. Đấy. Và một cái nữa, nếu mà chúng ta bị viêm chúng ta bị tắc kinh ấy thì chúng ta lấy cái cây này này các bạn này. Vâng, đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn đưa lên để cho các bạn tham khảo về cây thuốc cốt khí củ này. Nếu mà các anh chị, các bạn chúng ta đã từng sử dụng cây thuốc này rồi, ngoài những cái mà tôi vừa giới thiệu ấy, cái cây thuốc này nó còn chữa được những cái bệnh gì, nó sử dụng như thế nào, thì tôi lại mong muốn được nhận được những cái đóng góp của các bạn và với những cái lời bình luận ở phía dưới. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này. Nếu mà các bạn thấy clip này nó hay, là ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút chia sẻ phía dưới cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ tôi. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn.